Chào mẹ, chào buổi sáng mẹ ơi. Ừ. Chào cả nhà luôn. Sáng ngày hôm nay á, mẹ làm một nồi cháo lòng con thấy nè. Mẹ nấu hồi nào hay vậy cha? Sáng nấu sớm nè, cho thằng Huynh với con đồ ăn cả nhà ăn nè. Ngon ha. Nhìn hấp dẫn rồi đó. Hay là biết sao không? Hôm qua anh Huynh toàn ăn cháo lòng mà đi ra ngoài ăn sợ cũng Covid rồi này nọ nè. Cho nên là thôi ở nhà mẹ nấu nhiều luôn. Nhiều gì nấu chứ đâu cho nó ăn mà. Sẵn nấu nhiều người ăn, gia đình mình ăn luôn. Mẹ chưa để gạo vô phải không? Để luôn rồi. Để luôn rồi. Đó. Lo cho con dễ vậy thôi chứ. Sáng con thức hơi trễ, tại hôm qua gói hàng xong rồi đau lưng quá. Ngồi á. Lâu ngồi đau lưng ha. Dạ. Anh hai cũng vậy nữa. Lâu ngồi đau lưng bên ngồi cả ngày. Em hôm ngủ được không? Còn hôm đồ ngủ được không? Trời ngủ ngon lắm mẹ. Sao nó dĩa lạ chỗ ngủ không được chứ. Trời, anh ngủ ngon, anh ngủ giấc tới sáng luôn. Cũng ngon. Ngán nhất là về Việt Nam nè, cái không khí nóng nó chịu không nổi. Nhà mình có máy lạnh cho nên cũng đỡ. Có gì rút vô máy lạnh nó chịu không đó. Tháng này mẹ hơi tốn tiền máy lạnh nè nghe. Có gì đâu. Trời. Con về lần nào con cũng đóng tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia. Tại con nói vậy chứ mẹ đâu có lo. Mẹ ra công không, vợ chồng con lo hết trơn. Bắt sáng đêm luôn mà. Lần nào nó về Việt Nam tôi sướng lắm. Tiền điện, tiền nước, tất cả đồ ăn, đồ uống, thức ăn, thức uống, đồ vợ chồng nó lo hết trơn. Tôi đâu có lo, tôi ra công không hả mọi người ơi. Y tế rồi bà còn cài nữa, cài rồi lên đầu nữa, làm với cô dâu luôn. Làm như cô dâu luôn. Tôi thấy ói luôn. Mặt ói luôn. Đẹp chưa cả nhà? Đây Út nè. Cha mới chợ về nữa. Đẹp quá. Sáng Út ngồi đi uống nước trà, đọc sách. Nắng sáng ở dưới đây chiếu lên ha. Coi. Cả nhà thấy thích chưa? Nè. Phong cảnh tuyệt vời. Chào cha. Sáng cha đi chợ sớm mua ấy để về nấu cháo lòng ha. Cháo lòng cha đi quên mua bún giờ thôi, mua thêm bún. Đùm bún nữa. Cả nhà hỏi hai trái mít chặt chưa? Chưa chặt nha cả nhà ơi. Trái này hôm bữa anh hai nói một tuần chín mà tới nay chưa chín, nguyên về nửa tháng rồi. Chưa chín vậy chưa? Chắc nó sợ luôn rồi. Nó sợ mình ăn cho nên chưa chín. Để mai mốt chín rồi Quyên quay cho cả nhà coi nha. Coi ăn nó ngon không. Đây nào ăn cho con. Anh ngồi á, anh gấp đôi mẹ luôn hôn. Anh ngồi anh gấp đôi mẹ gấp luôn. Đôi hả? Dạ. Mẹ ốm lắm á. Đúng rồi. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ăn bi con ngục. Ăn chứ. Mẹ ăn chứ. Dạ. Anh đeo cọng thun gì ạ? Ở trên tay anh kìa. Rồi. Dạ. Được một thao luôn. Sáng mẹ làm cho anh Huynh nè. Đã chưa? Rồi. Đã quá à. Rồi con dinh lên đi con. Mẹ ơi, hôm nay là cháo lòng à. Cháo lòng á con. Cháo lòng. Dạ. Đi ăn nha. Dạ, chuẩn bị đi ăn anh ơi. Khói quá. Khói quá. Không chịu. Anh chị của ai mua cho ông gì vậy? Lắm. Yeah. Lắm lắm. Yeah. Ông vô trong chợ anh về lắm á. Đẹp mày dễ thương không? Dạ dễ thương. Chào bé Sơn. Bé Sơn. Chị tay tay chào con. Chào con. Chào con. Chào con. Chào con. Em. Chào Dưỡng Bay con. Chị hẹn. Yeah. 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 Yeah, bây giờ. Nhẹ nhàng nha. Giờ mẹ sắt thịt với lại sắt lòng để chuẩn bị gia đình ăn sáng thôi. Thịt mềm hả mà. Gan thịt cứng.
nay chống mặt nhức đầu ăn cái hông xôi. Đó, lát nữa ăn hông xôi đó. Cái miếng bự bự mẹ. Mẹ sao bự quá mất cổ. À, bây giờ mình ở quê hương cô Yên, mình đang thư giãn á, so relax luôn á, quá relaxing. À, khi mình thư giãn ở đài hay mẹ con ngờ nấu cho gia đình. Thấy hơi ngồi một mình buồn. À, cho nên ô kia cho con đọc sách hả? À, cái này gì vậy? Tôi trẻ tôn giả, tôn giả đúng không? Bao nhiêu? Ok, bây giờ có thấy vàng cảnh á, cho nên em à, con sẽ đọc sách nha, đọc sách tiếng Việt nha. Ô kia check sách cho con nha. Ok. Trong công việc tiếp xúc với nhiều người trẻ, tôi hướng nhanh được những chia sẻ, những cáo truyền từ những bạn. Tôi mới ngoài 20, một cô vệ sinh viện tâm sự với tôi để biết em không thể hòa nhập với môi trường đại học. Con có tốt vừa đúng không? Đúng hả? Đúng hả? Đúng vậy. Ăn một like. Giờ mời ông nội ra ngoài đây ăn cho mát mà. Ờ, chị hai, ăn cơm đi. À, ông nội. Rồi, ăn cơm đi nội. Mời ông nội ra ngoài nhà mình ăn cơm luôn. Mời ông nội ra ngoài nhà sau ăn cháo luôn. Ờ, ông ơi, có cháo lòng đúng không? Đúng rồi, cháu lòng. Ông ngoại là gà. Dạ. Cho bảy ngồi ăn cho mát nè. Lâu lâu ra bảy ngồi ăn cho mát. Ờ, tại sao mới? Trời. Ăn con đi bây sao? Mới bây sao mà? Bây sao? Ăn con đi. Ăn con mời luôn đi. Bao nhiêu đó liệu ra hết, liệu động mình. Anh hai kìa. Anh hai, ăn con đi. Rồi, dạ. Rồi. Tại sao? Ăn con. Sao con muốn con nè. Xong cũng ăn cơm rồi kìa. Rồi anh mời ông nội nha. Rồi ông nội ra ngoài kia ngồi ăn cháo lòng cho mát rồi. Nội ra. Dạ. Bán đồ cháo này cho hết luôn nha mẹ. Cái tết mình còn để thịt đồ này nọ nữa, thấy không? Trời trời. Chào lần tới. Rồi đó đi con. Nóng lắm à. Rồi. Ở trong cái chỗ này cái ăn cũng thấy bà chứ đừng nói tới trong dĩa. Là cái nhận cháo. Ăn cháo. Cảm ơn ăn cháo. Cháo này nội. Dạ. Em ăn như hôn. Dạ. Bữa giờ thèm rồi. Thèm lắm. Thử rồi, cháo này mẹ nấu nè. Dạ. Ở trong chỗ này cũng quá nhiều rồi, còn đâu tới chỗ quê ăn cao chứ sao, cái này quá tải rồi. Thôi mày nấu sớm mà. Nhiều sớm á. Ở nhà rồi. Mình đông phải nấu sớm, nếu dạ. Là sáng đói. Với thà mình nấu cháo tâm vậy mình ăn nó hợp vệ sinh đúng với, rồi. Ở ngoài bữa ăn về đau bụng với bột ngọt ta để nhiều. Hun đòi đi ra ngoài ăn mẹ đâu chịu đâu. Mua rồi nấu vậy mà. Mèn. Gấp thịt cho nội nè anh. Ông nội em thích dạ. Ba gọi. Ông nội thích ba gọi lắm. Để cho ăn nhiều. Thôi đi. Ba gọi mở đi. Thích rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ông nội thích đó. Thôi mà để quá, còn trong này nhóc rồi nè. Nè. Đây nè thấy không? Ông nội mấy cái rau ông nội ăn không được, ông nội để cho anh Huân như nội. Để cho Út rồi nè. Để cho anh Huân nó nè. Được, gấp đi con, gấp rau đi. Gấp rau đi anh ơi, nãy dạ, em quên. Dạ, em quên em để rau hết trơn.
bị răng không có, muốn ra nhai được. Rồi, rồi ông nội với bà nội đi qua Thủ Đức, đi tới Lái Thiêu. Ngon quá. Bị ghé nó bán tô cháo cũng tô cháo thứ vậy nè. Dạ. Mà mình ăn nửa chừng cái nó múc đổ nữa. Dạ. Ăn gọi cành nông vậy đó. Gọi thêm á. Cũng giá tiền mà múc thêm hoài ở tại Lái Thiêu à. Dạ. Bữa nay lòng mẹ mua đầy đủ hết luôn ha. Ừ. Lòng gan, thịt, như có cuốn họng luôn vậy. Ừ. Có đủ luôn. Đầy đủ. Lưỡi. Lưỡi nữa. Làm mía nữa nè. Sáng mẹ kêu cha đi mua chứ mẹ không có đi mua nữa. Cha đi mua đầy đủ hết chưa? Nè ơi, muốn con mẹ là số 1. Phải không? Ừ. Khen hoài mẹ ngại quá. À, ông nội, tôi hôm qua con ngoan. Con quên. Con quên. Một cái đâu có gì. Ông nội đó là con chấm bị cái này. Đi xin cho ông nội. Ông nội sử dụng tiếng này để ăn cái gì ông nội muốn ăn. Đi táo đi đào đào ông nơi muốn gì nhiều quá ạ. Sử dụng tiếng này ông nội nhận theo ai quá nhiều ấy. Ui nè được, phải ý ông muốn nói phải ông có được chừng 10 đứa cháu gái nữa nặng gửi về Hàn Quốc. Gã gì phải á, mỗi nó về đây á là đứa nào cũng tặng cỡ này là thì đủ quá rồi. Em mất con đứa rồi ông, 10 đứa. Em translate cho ông nội đi. Ông muốn I want grandfather to enjoy his life. À, anh Thu nó anh nói ông nội á, anh muốn ông nội tận hưởng cuộc sống, ông nội sử dụng tiền, ông nội muốn ăn gì ông nội ăn, rồi đi chơi đâu đó ông nội sử dụng. Vậy đó nội, cho khuây khoảng, cho thư giãn tâm hồn đầu óc của ông nội. Ăn á. Yeah. Ông nội đâu có đi chợ được. Không có ăn tụi ngoài chợ. Yeah. Ở nhà đây thì cũng đầy đủ lắm rồi. Nhưng mà nhận cái chuyện cái quà của con á. Yeah. Nội cảm ơn. Để đây mình biết tấm lòng của đứa cháu của mình thương mình, điều đó là điều quý nhất vậy thôi. Nếu ông nói đi đâu muốn đi đâu thì trả tiền đặc biệt đi bằng taxi. Về nhà bằng taxi cũng được. Đó. Ý rồi. Anh này là giao hàng đó nhờ, thì xăm á Nguyên với anh hai đóng gói rồi rất là kỹ càng luôn, để cho cô chú anh chị nhận được hộp xăm nó đẹp, nó y như trên hình, thì đóng gói rất là kỹ càng luôn. Em cái này là gì? Hồng xăm. Tem hàng shop. Tem của em mà, cái đó cái tem á, cái tem của công ty á, công ty Việt hàng shop. Bây giờ chắc anh phải vô chuyến để đi vô chuyến mới chở mấy thùng mấy thùng điện hết tết. Chuyến hàng đầu tiên. Cảm ơn cô chú anh chị. Con của vợ mày cho nè. Cũ của dân cho nè. Đẹp không ngồi? Đẹp không? Dạ đẹp lắm. Cờ cô Hằng. Hằng nhất rồi. Hằng nhất rồi. Ông nói giống như ông nói của hiện đại đúng không? Ông nói của hiện đại. Ông nói hiện đại. Cái bộ đồ chỉ ngồi hai vợ chồng mình mua. Thôi mấy ông nội. Ra mét. Nội lấy ra nội mặt luôn, nội đừng có dẹp. Nội lấy ra nội mặt luôn đi, đừng có dẹp. Đừng bị nhiều đồ quá. Mình đi qua một vòng về rồi mới trả lời. Dạ. Bây giờ nhóc đâu á. Dạ. Đẹp. Đẹp lắm. Đẹp. Sang trọng nữa. Sang trọng. Cái là cái bông này đẹp á. Bây giờ phải có ai cho thì mình thêm 5 triệu nữa ta.
hồi giá 5 triệu rồi, bây giờ 5 triệu.